Trong cái nắng gây gắt giữa trưa ngày đầu tháng 3, từng tốp công nhân của nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn cần bẩn làm việc. Tại công trường, hai xà lan lớn với hệ thống cần cẩu từ 50 đến 100 tấn gầm rú liên hồi ép từng cừ ván bê tông dài khoảng 10 mét xuống sâu dưới lòng kênh để thi công bờ kè. Ông Hồng Văn, đại diện nhà thầu Thanh Tuấn cho biết, đoạn đang thi công là gói thầu XL8 từ cầu chở cầu về cầu Trường Đai. Hiện trên công trường có hơn 10 công nhân làm việc hàng ngày, và tùy vào tính chất công việc tiến độ sẽ tăng thêm công nhân tăng ca quyết tâm hoàn thành gói thầu vượt tiến độ dù nắng nóng nhưng nhiều người dân ở gần đó vẫn ra tận nơi để xem hệ thống máy móc ép ván bê tông từ năm 2002 tức là cách đây hơn 20 năm giai đoạn 1 dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát rạch nước lên đã thực hiện giải phóng mặt bằng nạo vét thông tuyến dòng chảy đắp bờ đất hai kênh xây dựng các cửa xả thoát nước tại một số rạch nhánh vân vân Người dân khi đó hào hứng chờ mong một ngày con kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh vốn ô nhiễm nặng nề sẽ thay da đổi thịt, nhưng rồi vì nhiều nguyên nhân dự án ngưng trệ nhiều năm. Do đó, hiện nay, việc khởi động giai đoạn 2 của dự án và những sự chuyển biến của các gói thầu dự án khiến nhiều người dân lại sống trong tâm trạng vui mừng, hồi hộp ngóng chờ. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án Giai đoạn 2 của dự án được triển khai dọc theo kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên, đi qua địa bàn 7 quận huyện gồm huyện Bình Chánh và các quận Bình Tân, 12, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thành với chiều dài toàn tuyến gần 32 km. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 8.200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương cấp là 4.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố là 4.200 tỷ đồng. Dự án xây dựng tuyến bờ kè kênh với tổng chiều dài hơn 63 km, nạo vét kênh với chiều dài tuyến kênh hơn 31 km hình thành đường giao thông hai bên bờ kênh với tổng chiều dài hơn 63 km, 12 bến thuyền và ba cầu giao thông dọc tuyến, các nút giao thông cùng các công trình thoát nước, chiếu sáng, cây xanh v.v. Tại lễ khởi công dự án vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Mãi cho biết dự án sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng thoát nước cho khu vực phía tây và phía bắc thành phố, cải tạo môi trường, kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực lân cận, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình xứng đáng là hạt nhân và là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ như nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị đã đề ra.